Tối qua, 11 tháng 12, chương trình nghệ thuật Quê hương trong trái tim người được tổ chức tại tỉnh Nghệ An. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện nhân dịp kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai, ngày 8 tháng 12 năm 1961. Trong cuộc đời của mình, dù bận việc nước, nhưng trái tim người vẫn luôn hướng về quê hương. Đó là những lần hồi hương đầy bình rịn vào năm 1957 và năm 1961. Chương trình nhằm tưởng nhớ, tôn vinh và tri ân những công lao đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quê hương đất nước, hướng về truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn của dân tộc.